Bonsai Đức Huy xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh bonsai trên toàn quốc. Kính thưa quý vị, Bonsai Đức Huy đang có mặt ở xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương quý vị nhé. Thế và Bonsai Đức Huy đang có mặt ở một cái triển lãm Thanh Hà, một cuộc triển lãm quy mô và hoành tráng của câu lạc bộ bonsai Thanh Hà tổ chức. Một cuộc triển lãm để chào mừng cái ngày ra mắt của bonsai Thanh Hà quý vị nhé. Thì dự kiến cuộc triển lãm quy tụ 1.500 tác phẩm. Thì quý vị đủ hiểu là cái cuộc triển lãm quy mô và hoành tráng như nào. Rất đẹp quý vị ạ. Rất nhiều tác phẩm quý và rất nhiều những nhà vườn nổi tiếng cũng đã mang những tác phẩm về đây. Đặc biệt ở Hải Dương thì có 5 anh em chơi cây, 5 anh em nhà chú Vũ Tuấn Lộc, và những anh Vũ Tuấn Quảng, rồi Vũ Tuấn anh để mà nhớ hết thì Bonsai Đức Huy không nhớ hết, nhưng mà 5 anh em các chú các anh chơi cây. Ngoài ra thì anh Trường Giấy, rồi chú Cường Thóc rất đông. Chào chào các chú mới lại các anh nhé, trong ban tổ chức. Vâng, đây thì cái triển lãm Thanh Hà thì thu hút được rất nhiều người quý khách đến tham quan. Thế nhưng mà đặc biệt là cái cuộc triển lãm này thì rất nhiều cây mà mọi người cũng lần đầu tiên được chiêm ngưỡng. Đặc biệt như cây sung này, cây sung này rất đặc biệt. Quý vị ạ, một cái sung mà có cái tuổi trậu, một cái sung có cái thân bệ này thì là cũng là cây hiếm. Bởi vì là thường thường là mọi người hay những cây sung to ấy, là hay khai thác về chơi. Nó lành. Đấy, nhưng mà đây là cây mà gần như không có sẹo tích gì, phải không ạ? Không có lành. Vâng, vâng, cây của anh phải không ạ? Cây của anh. Nguyễn Trọng Tiến. Vâng, cây của anh Nguyễn Trọng Tiến. Đây anh chủ nhân đây. Anh cũng trong ban tổ chức. Cây của anh Nguyễn Trọng Tiến là quý người lắm. Vâng. Nguyễn Trọng mà này. Nguyễn Trọng Tiến. Quý vị đi vùng quanh để chiêm ngưỡng rõ tác phẩm này nhé. Xem là Bonsai Đức Huy nói có đúng không? Không có vết tích gì. Đấy và anh ơi, anh đứng gần anh ôm cái tác phẩm cho là nghe tác phẩm một cây to. Sung liên lạc chất chậu từ thủa bé. Vâng. Thế là anh chia sẻ một chút là cái tác phẩm này của anh là anh mua về hay là anh tạo tác từ nhỏ? Khi câu lạc bộ của bonsai Tân Việt thành lập thì anh đi mua cây sung này. Vâng. Anh mới mua cây sung này về được 2 tháng. À thế anh mới mua về 2 tháng thôi. 2 tháng. À. Anh cũng là người sông đất đem cây sung này đầu tiên để có mặt ở triển lãm Thanh Hà. À dạ vâng. Đấy, vâng, cái tác phẩm đầu tiên đây. Anh chia sẻ là cái tác phẩm đầu tiên có mặt ở triển lãm Thanh Hà quý vị nhá. Là một tác phẩm sung này. Cái này thì tác phẩm này nhà vườn Hạ Lan thì ở lâu đời nhất rồi. Dạ. Đấy. Rất nhiều, đây là cây sung đôi 4 6 bao nhiêu tán nhỉ? 7 tán. 7 tán. Nó liền lạc từ thủa bé. Dạ vâng. Cái này cao hơn mét quý vị nhá, một cái sung. Và quý vị cảm nhận được cây sung này thì có những cái chu quả đây. Một cái sung rất nhiều quả nhé. Và cái sung lại có những cái u sụn này, anh nhỉ? U sụn này. Thích, một cái sung hiếm. Đây nó bo hết toàn con voi này. Rất to nhưng lại rất lùn lực. Vâng, vâng, vâng. Rất to nhưng rất lùn lực. Đúng rồi, đây còn rất nhiều cây này. Bên cạnh nó có một cái cây cây xanh cổ. Nhà vườn Hạ Loan. Nhà vườn Hạ Loan hả? Nhà vườn anh tác phẩm cây xanh cổ. Nhà vườn của anh. Nhà vườn anh đấy. Dạ vâng, đây là nhà vườn Hạ Loan. Hạ Loan. Dạ vâng. Một cây xanh cổ đây. Quý vị nhìn thấy là ôm xỉ đây thì quý vị biết rồi nhỉ. Những cái nét làm từ ngày xưa. Các cụ các ông cha ta là hay lên xỉ. Ngày xưa là hay dựa vào cái chất liệu của địa phương. Như là có đá thì ta lên đá, mà có xỉ thì ta lên xỉ, đúng không? Các cụ đóng gạch xong còn cái xỉ này là các cụ làm. Đây đây. Cô này còn ôm cái con voi cổ.
Dạ vâng. Ôm hết một con voi cổ ở trong ôm này. Ôm hết rồi. Thế à? Mà ở cây này giá trị của anh là anh chơi là 20 năm rồi. Vâng. Này. Vâng. 20 năm rồi. 20 năm. Vâng. Đây quý vị nhìn này, một cây xanh quê mà thân bệ mà nó chun chảy thế này. Ui giời, mặt sau này. Đấy. Sau nhìn mới đã này. Đấy. Chú các anh. Bốn mặt như nhau. Vâng. Bốn mặt như nhau. Dạ vâng, vâng, chào chú nhé. Vâng, mời chú vào ngắm cây. Đây là quý vị cảm nhận được là cây già, cây cổ như nào. Xanh quê mà hiện nay ra đồng hết quý vị ạ. Thì quý vị cảm nhận được là già như nào. Xanh, thưa quý vị là cây. Xanh gì thì xanh, nhưng mà miễn đẹp, miễn quý thì đều là những cái tác phẩm giá trị cả quý vị. Đẹp quá, rất nhiều cây quý và cái nét thời gian năm tháng thì cho tác phẩm nhỉ, những cái giá trị đặc biệt. Vàng óng. Vâng. Cái này nó cũng có tên bo bốn mặt. trước mua là đã ở cách đây 2 năm đã mua gần tỷ rồi. Vâng. Kinh, 20 năm, gần 20 năm mà đã mua gần tỷ rồi. Đấy. Vâng. Đấy quý vị biết. Còn cái giá trị bây giờ thì không bàn đến, nhưng mà cái ngày xưa đấy, các chú các anh cũng bỏ ra rất nhiều tiền để, nếu mà ngày xưa cách đây gần 20 năm mà gần 1 tỷ bỏ ra thì ngày xưa nó to chứ nhỉ. Nếu mà gần 1 tỷ ngày xưa thì nó to lắm. Đấy, thế mới đủ hiểu là cái tình yêu cây, cái niềm đam mê với cây cảnh. Trước cái con này là nó tận ở trong này, nhưng mà giờ nó ôm hết trọn vẹn cơ. Vâng. Còn... vâng. Trước là ở cả cái thân của nó ra. Vâng. Nó bò hết. Dạ vâng. Rất đặc biệt. Thì kính thưa quý vị là đây là con long này là nó bò hết rồi. Vâng. Trước là trong này. À thế à. Bóp vỡ rồi con long trong. Nhiều lắm. Đấy thời gian thì năm tháng thì nhiều những cái điển tích ở đây nha. Yeah. Cái điển tích biến đổi hay lắm. Rất nhiều những tác phẩm đặc biệt ở đây. Báo cáo chủ nhân của cây quý này. Chủ nhân cây quý báo cáo chủ nhân đến đây thôi. Đây trước mắt quý vị là chú Hùng nhỉ. Hùng. Đây là chú Hùng. Chú Hùng này. Đây mỗi cái này thôi. Cái gì ạ? Để nó thoát cái này. Dạ. Đúng không? Dạ. Mỗi cái này thôi. Để cái cung này nó cái thoát cái thôi. Để nó không bị cái nét này nó thoát đi. Cái nét cổ cũng để nguyên thôi. Không mỗi cái này thôi, còn mọi cái nguyên. Đây cái cung đang chạy đẹp. Dạ. Tác phẩm của nhà vườn Hạ Loan. Dạ. Thế còn cái tác phẩm nào quý nào các chú với các anh dẫn em đi ngắm một chút nhỉ? Đây rồi. Rất nhiều tác phẩm quý nhá. Anh Bonsai Đức Huy một cái clip thì chỉ chọn lựa ghi hình cho quý vị một số tác phẩm thôi. Thì có thời gian Bonsai Đức Huy sẽ ghi hết lượt cho quý vị từ những cây nhỏ đến cây lớn. Cây đa đấy ạ. Cây đa của ai đấy ạ? Nhà vườn Hạ Loan này mang đến nhiều tác phẩm quý thế nhỉ. Đây một cây đa, một cây đa lông này quý vị này. Đấy cây nhỏ này mà giữ được cái form dáng này mới quý này. Yeah. Phúc lộc thọ đấy. Vâng. Đấy vẫn là nhà vườn của Hạ Loan. Và Hạ Loan nhé quý vị nhé. Xì bonsai, xì cổ. À, thế là vẫn của nhà vườn mình. Đấy, vẫn là Hạ Loan. À, vẫn là hàng của Hạ Loan đấy. Nói vui vậy quý vị. Vẫn là cây của nhà vườn anh Hạ Loan. Nhiều cây nhỉ, nhiều cây đẹp nhỉ. Đây này quý vị này. Đây, Đức Huy ra đây. Cây cổ của... À. Ôi cây mà bé bé này cũng đẹp thế nhỉ. Đấy. Nhà vườn Hạ Loan nhiều cái tác phẩm. Ui giời đây nhỉ. Đẹp thế.
xanh bonsai. Nha, cái nghệ thuật quá. Chú nhỉ? Được không? À, cái này cũng của anh á. Hà Loan. Thế cho đây là chủ hữu Trần Khánh. À. Cái này à? Vâng. Cái này của Trần Khánh đúng không? Đúng không? Dạ vâng vâng. Vâng. Ui giời, đây này quý vị nhà xanh Nam Điển nhá. Nhỏ. Nhỏ nhưng có võ đây. Yeah. Nhỏ như có võ. Vâng. Toàn là cây này rất là nghệ thuật đấy. Đây này còn rất nhiều nữa quý vị nhé. À, kính thưa quý vị. Quả nhà vườn Hạ Loan. À, dạ vâng. Đây nhá, nhà vườn Hạ Loan, một cây đây là một cây si cực kỳ đẹp quý vị ạ. Và cái nét đẹp như nào thì quý vị sẽ cảm nhận từ từ. Nhưng mà đây một cây si cổ sạch sẽ, mịn màng, phóng khoáng. Mà cái dăm cành thì quý vị biết là già mốc đến tận tận dăm chi rồi quý vị nhá. Đấy, những cái đường nét của cái cây si cổ. Đứng hết vào đây. Dăm tự nhiên đẹp lắm quý vị ạ. Đây nhà vườn Tuấn Hạ này. Vâng, cổ thật đấy, đẹp nhỉ. Đấy quý vị nhé, quý vị bao xa đấy quý vị đến với Thanh Hà thì lại cảm nhận được độ già này nhiều những cái cây quý. Không có ai được già tuổi cũ rồi. Bởi vì chia sẻ với các chú các anh là em rất là vui bởi vì là cái đến từng địa phương lại có những cái tác phẩm đặc trưng của nơi đó. Đấy vừa rồi thì cũng chia sẻ ở triển lãm Linh Bình ấy thì những cái đặc sản của Linh Bình là những cây bám đá và cây xanh Phúc Am. Thế và Hải Dương thì lại cái lôi si. Đúng rồi. Lôi si. Và nếu mà để mà cái cây si thì không đâu có những cái cây si đẹp như Hải Dương. Bởi vì là cái nôi của si mà quý vị. Hải Dương là nhất là Thanh Hà Tân Việt thì nhiều đấy, cây si đẹp. Vâng. Và đặc biệt là cái nôi si mà nên là có xuất xứ ra đời rất nhiều những cây si cổ. Những cây si cổ có nghệ thuật, có những cái đường nét nghệ thuật cao. Và đây cũng là một trong những cây si như vậy. Dàn cây tay tự nhiên chú nhỉ? Tự nhiên luôn, mình đấy. Không cắt cứa gì cả. Đấy đấy. Kiểu nó thoáng như này. Thế bảo cái dăm cành hiện nay là đã đạt được cái yếu tố tự nhiên rất là cao rồi. Đấy, chậu cổ nhá, hợp với cây nhỉ. Chậu này, chậu cổ. Cái này là đúng là cái niên đại này à hay là đúng niên đại này, đại mua ở Huế ra đấy. À mua ở Huế ra. Huế, chậu Huế 1954 đấy. Mua ở Huế ra. Dạ vâng. Sản xuất cái kiểu của nó. Vâng vâng vâng. Tại vì là cháu phải hỏi đấy, em phải hỏi đấy bởi vì là cũng để chia sẻ với quý vị. Một số là cũng có cái nhiều khi là cái số ở đấy, có nhiều khi là bể mới bây giờ cũng ghi niên đại sâu gạch, sâu. Đây bằng gạch vâng, vâng. Mặt đấy chứ. Đây cái đường nét này thì đúng là bể cổ rồi. Cái này là cái ngày vua Bảo Đại đấy chuyển về Đồ Sơn đấy. Đây là gạch đấy. Nên là mới để lại cái này. Bảo Đại để lại cái này trong Huế. Gạch đấy chứ có phải không đâu. Đấy bị thúng này. Quay lại cái bị đại cái bị thúng đấy phát. Lôi nồi cuốn nhé, cây hải thần để chưa hai thân đồng điệu, hai hòa tự nhiên không một vết cắt này, để thêm mấy cái đây buông để đây quý vị nhá. Đây cũng là một cây đặc biệt nữa quý vị nhá. Nhà vườn Nam Hằng. Nam Hằng, nhà vườn Nam Hằng. Và quý vị cảm nhận này, chưa bao giờ bonsai Đức Huy nhìn thấy một cái chậu có cái đường nét hoa văn này. Cái con sư tử nó thần thái. Vâng. Đấy, tất cả những cái chi tiết này là các kỵ như mình làm. Vâng. À để thế lại à. Cho hậu thế. Cái này là các cụ các kỵ như mình làm. Đấy các cụ kỵ. À chứ không phải anh mua về. Vâng. À. Nghĩa là hậu thế bảo vật đúng không? Bảo vật gia truyền đấy đúng không? Của gia đình. 102. Vâng.
Đức Huy đi nhiều rồi nhưng mà đã nhìn thấy cái chậu nào được như thế này chưa? Chưa, không, không em nhìn thấy là chưa nhìn thấy một cái chậu nào như thế này. Đấy. Bởi vì là cái trong các cụ các vị trong gia đình nhà anh tạo tác và làm để chơi cho gia đình mình đúng không? Tác phẩm thế đời. Mong anh gìn giữ những cái tác phẩm quý này của bảo vật gia đình này để các cụ nhà anh có linh thiêng thì nhìn thấy là anh đang tiếp nối cái truyền thống cây cảnh của gia đình mình cũng như anh địa phương mình. Và đấy, nhìn thấy tác phẩm đang rất là đẹp. Nhìn những và... con vật các cụ làm ấy, có con cua, con ếch này, con ốc này. Và đấy, đấy, con cháo tràng này. Người ta gọi con cháo tràng này sen này. Đấy, ếch rồi, này. Đấy, 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 đấy. Vâng. Đấy, đấy. Thế. Đấy, nhìn con rơi này. Rồi, rất là đặc biệt. Dài. Vâng. Con rơi. Vâng. Rất đặc biệt, việc nhiều cây đặc biệt lắm. Tại triển lãm Thanh Hà này. Đây, quý vị đi đây ngắm một cái số cây hàng bonsai đó cho nó đa dạng một chút. Đây quý vị nhìn này, cây hoa giấy sắc pháo của ai đẹp quá nhỉ. Đấy, chuyện của Giao. Đây là cây hoa giấy sắc pháo phong tranh rất đẹp. Quý vị nhìn nhá. Thế còn cây có một cây trà hồng này. Xã Đức Huy thấy một cây trà hồng đặc biệt quá này. Cây trà hồng nhỉ, yeah, đang nở hoa. Đẹp không? Trông như hoa giả ấy, các chú các anh nhỉ. Nhìn nó là hoa thật đấy. Thế mà nhìn hoa thật nhưng trông như hoa giả. Trà hồng. Rất nhiều cây đặc biệt ở đây quý vị nhé. Đây quý vị này, quý vị nhìn những cái cây tác phẩm hoa giấy Mỹ này. Và một cây đơn vàng này. Đơn vàng nhỏ như già thế. Già lắm. Vâng. Đây quý vị nha. Rất nhiều cây nghệ thuật nhỉ. Đây quý vị này, hàng bonsai mini này. Tôi bán gần 200 triệu tiền cây. Nói lấy cái này là để chơi. Hai cây đẹp. Rất nhiều cây quý, rất nhiều cây đẹp. Kính thưa quý vị, bonsai Đức Huy chia sẻ một chút những cái cặn kẽ một số những tác phẩm. Thế còn có thời gian thì sẽ chia sẻ hết lượt cho quý vị nhé. Cây cảnh Việt Nam rất là phong phú và đa dạng. Và mấy năm gần đây rất là phát triển quý vị ạ. Thì chia sẻ cho nhà vườn Hà Loan cây xanh lá bắn. Đây sẽ còn hai ông cái gì đẹp hai tác phẩm chung nào. Đây cây xanh lá móng rồi. Xanh ta lá móng. Cây xanh lá móng quý vị nhá. Thuyền rồng. Thuận buồm xuôi gió. Cây thuận buồm xuôi gió. Nếu cây xanh lá móng này, cây xanh lá móng này thì quá già nhỉ. Cây này đặt đây là cây thuận buồm xuôi gió. Quý vị đây là xanh lá móng nhá, mà quý vị nhìn được cái màu da của cây này. Quá già nhỉ. Nhà vườn Hạ Loan ấy, giống này mình lại thậm chí còn thích chơi hơn cả năm rồi. Hơn nhiều chứ. Yeah. Da voi ấy chứ. Nó giữ được form dáng đó, yeah. Khi mà hoàn thiện giữ được form dáng. Đấy. Sáng mãi chứ còn nước yeah. Biển này nó chuyển màu đồng, nước nó lại sáng màu đồng. Đấy Đức Huy là giới thiệu nhà vườn Hạ Loan còn giữ được một cây xanh lá móng. Vâng, đấy quý vị biết là xanh lá móng thì là quý như nào. Thế và ngay triển lãm Thanh Hà cũng có một cái tác phẩm xanh lá móng nhá, một cái xanh lá móng nếu tuổi thì miên man luôn, yeah. Nếu tuổi cây này già mốc đến tận đầu cành này. Vị cảm nhận này.
già lắm. Để tận đây. Quý vị một cây cổ hay không quý vị này? Một cây cổ đặc biệt không quý vị này? Cũng là nhà vườn Hạ Loan nhé. Được, tí nữa. Ui, một cây cây này, cái tác phẩm xanh cổ này. Xem tình hình anh em công tác chuẩn bị nào. Nhìn càng nhìn càng cuốn hút quý vị nhé. Một cây xanh cổ rất đẹp quý vị ạ. Đây quý vị nhìn này. Nếu ai yêu thích những cây xanh cổ thì đây là một cái cây xanh cổ rất đẹp, dáng mẫu tử. Thưa quý vị, bonsai Đức Huy cảm thấy rất là vui khi được chia sẻ tại triển lãm Thanh Hà quý vị nhé, những tác phẩm quý, những tác phẩm đẹp để gửi tới quý vị, thì được chia sẻ những cây quý, cây đẹp, được có mặt ở những cuộc triển lãm lớn, cuộc triển lãm quy mô và hoành tráng này, bonsai Đức Huy cũng cảm thấy rất là vui. Thì và hãnh diện cùng với quý vị. Thì kính thưa quý vị, bonsai Đức Huy vừa chia sẻ một cái thước phim, một số cái tác phẩm tại triển lãm Thanh Hà, những cái tác phẩm tâm đắc của các nhà vườn mang đến triển lãm Thanh Hà Hải Dương quý vị nhé. Thì bonsai Đức Huy đến đây xin phép và tạm dừng video ở đây. Bonsai Đức Huy xin trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Cảm ơn quý vị rất nhiều.